Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thuốc Lam Nguyễn Thi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bổ ích nào. Chào bà con, cô bác và anh chị. Ở video này tôi xin giới thiệu với bà con, cô bác và anh chị một vị cây thuốc nam có tác dụng rất tốt cho bệnh nhân ung thư và tốt cho hệ tiêu hóa. Đó là cây hoàn ngọc. Mời bà con, cô bác và anh chị cùng tôi đi tìm hiểu về loài cây này. Cây hoàn ngọc hay còn gọi là cây con khỉ, cây đít khỉ là một vị lam có tác dụng rất tốt cho bệnh nhân ung thư và tốt cho hệ tiêu hóa. Cây hoàn ngọc hay cây con khỉ, cây xuân hoa được các nhà khoa học Việt Nam phát hiện vào năm 1990 tại rừng Cúc Phương. Đây là một vị cây thuốc lam quý hiếm, ngày nay được sử dụng rất nhiều trong y dược. Mô tả về cây, hoàn ngọc là một loại cây bụi cao từ 1 đến 3 mét, sống nhiều năm, thân non, mềm, xanh lục, thân già hóa gỗ màu nâu, nhiều cành mảnh, lá mọc đối, cuống dài từ 1,5 đến 2,5 cm, phiến lá màu xanh, mềm, hình mũi mác. Lá và ngọn hoàn ngọc khi nhai có chất nhầy, hơi nhân nhớt. Công dụng của cây hoàn ngọc, cây xuân hoa. Theo các tài liệu y dược, cây hoàn ngọc không có độc, có thể uống hay đắp ngoài, dùng tươi hay dùng khô đều được, có tác dụng điều trị các bệnh viêm nhiễm đường tiêu hóa, cầm máu, lở loét, sẹo lồi, mụn lồi. Trong đó các tác dụng chính của cây hoàn ngọc là phòng và hỗ trợ điều trị bệnh u biếu, kích thích tiêu hóa, điều trị rối loạn tiêu hóa, điều trị bệnh dạ dày, đường ruột. Ví dụ, khi chúng ta bị đi ngoài, đau bụng, chỉ cần lấy 3 ngọn hoàn ngọc nhai sống, làm 3 lần sẽ khỏi đi ngoài ngay. Thứ ba, tác dụng cầm máu. Thứ tư, tác dụng điều trị bệnh vết thương bằng cách nhai lá hoàn ngọc đắp vào vùng chấn thương chảy xước. Thứ năm, tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch, huyết áp. Vậy thì những đối tượng sử dụng của cây hoàn ngọc là những ai? Là những bệnh nhân u biếu, những người bị đại tràng, tiêu hóa kém, rối loạn tiêu hóa, những bệnh nhân bị viêm dạ dày, những người bị chấn thương, người bị tim mạch, bệnh huyết áp. Vậy thì cách dùng cây hoàn ngọc làm thuốc như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất? Thứ nhất là dùng lá tươi. Đối với bệnh bị đau bụng, đi ngoài, ngày dùng 5 lần, mỗi lần 5 lá. Dùng trước bữa ăn khi đói bụng, đặc biệt là buổi sáng. Thứ hai là dùng cây hoàn ngọc khô. Đối với hoàn ngọc khô, ta có thể dùng cả lá và thân sắc uống chia đều thay nước uống trong ngày. Và liều dùng phù hợp là 60g trên ngày. Đối với bệnh nhân bị viêm đại tràng, tiêu hóa kém có thể kết hợp với cây khổ sâm. Liều lượng khổ sâm 10g, hoàn ngọc 40g sắc uống trong ngày. Trà khô hoàn ngọc có mùi vị rất thơm ngon, đặc trưng, không khó sử dụng nhân nhớt như khi dùng tươi. Trà hoàn ngọc có thể dùng nóng hay dùng lạnh. Các công trình nghiên cứu về cây xuân hoa, cây hoàn ngọc, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hợp chất mới đặt tên là Palatiligran. Hoạt chất đã được thử nghiệm về khả năng ức chế khối u. Kết quả là chất Palatiligran có các hoạt chất gây độc tế bào cao đối với cả 3 dòng tế bào u biếu, biểu mô, ung thư gan, u vú, và có khả năng ức chế hơn 63% khối u trực tiếp trên chuột. Và chúng tôi cũng lưu ý với bà con, cô bác và anh chị cách phân biệt cây hoàn ngọc thật và giả. Vì hiện nay có hai loại cây hoàn ngọc. Thứ nhất là cây lá màu tím. Đây là một loại cây dạng lá nhỏ màu đỏ tía, là cây hoàn ngọc dương, nhớt tím, hoàn ngọc đỏ. Khoa học đã chứng minh rằng khẳng định đây không phải cây hoàn ngọc điều trị bệnh, mà đây là cây bán tự mốc, nó thuộc họ Ozo. Hiện nay chưa có công trình nào nghiên cứu về tác dụng trị bệnh của loại này. Và loại thứ hai là cây lá màu xanh. Như phần mô tả dưới đây, cây hoàn ngọc thật được sử dụng nhiều làm thuốc. Vừa rồi tôi đã trình bày cho bà con, cô bác và anh chị các cái tác dụng tuyệt vời của cây hoàn ngọc. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm đến vị thuốc trên hoặc có nhu cầu dùng các bài thuốc trên thì có thể liên hệ với Thảo Dược Thuốc Lam Nguyễn Thi với số điện thoại 0982 957 282. Chúng tôi chuyển hàng toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Chúc bà con, cô bác, anh chị có một sức khỏe tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.